Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Vietnam Airlines kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ tiếp viên nhiễm COVID-19 vì vi phạm quy định cách ly. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký và phát đi chiều ngày 4 tháng 12. Trong văn bản nêu rõ, Vietnam Airlines có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm công tác tổ chức thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tổng công ty, trong đó tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến sự việc để tiếp viên hàng không lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly của Vietnam Airlines và gây lây nhiễm ra ngoài cộng đồng thời gian vừa qua. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Vietnam Airlines phân tích, đánh giá, làm rõ những vi phạm và đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động của tổng công ty trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các công việc này phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2020. Hãng hàng không Vietravel Airlines cho biết ngày 5 tháng 12, chiếc máy bay đầu tiên của hãng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tàu bay đầu tiên trong đội bay của Vietravel Airlines là mẫu Airbus A321. CEO, máy bay có sức chứa 220 ghế cùng thiết kế cabin cung cấp chỗ ngồi rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho hành khách. Vietravel Airlines là hãng hàng không do Vietravel làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn đầu tư thực hiện dự án 700 tỷ đồng. Hãng đủ điều kiện để thực hiện khai thác vận tải hàng không trong 50 năm với trên 30 máy bay, bao gồm các đối tượng vận chuyển như hành khách, hàng hóa, hành lý và bưu kiện. Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp vận tải biển container về việc thực hiện niêm yết giá theo Nghị định số 146 năm 2016 của Chính phủ, quy định việc niêm yết giá phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển. Các hãng tàu thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển. Trường hợp thay đổi theo hướng tăng giá vận chuyển bằng đường biển, tăng phụ thu đã được niêm yết, ngày hiệu lực của giá vận chuyển bằng đường biển hoặc phụ thu do doanh nghiệp quy định nhưng không sớm hơn 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết sự thay đổi. Nếu thay đổi theo hướng giảm giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu đã được niêm yết, ngày hiệu lực của giá vận chuyển bằng đường biển hoặc phụ thu được tính kể từ ngày đã niêm yết sự thay đổi. Trường hợp thay đổi giá dịch vụ tại cảng biển thì thực hiện kê khai với cơ quan có thẩm quyền và niêm yết theo quy định của pháp luật về giá. Theo vụ thanh toán, Việt Nam hiện đã có 78 tổ chức triển khai thanh toán qua Internet, 49 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua di động và 34 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Đáng chú ý, trong 8 tháng năm 2020, tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng gần 85,6% về số lượng và 138,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số lượng thanh toán qua kênh Internet tăng 262,5%, giá trị thanh toán tăng 353%. Tính trong cả 5 năm qua, thanh toán di động tăng 1.000% về số lượng nhưng tăng tới 3.000% về giá trị. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra các chỉ tiêu dự kiến chủ yếu của năm 2021, trong đó thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn là 6%. Về kinh tế, thành phố có 6 chỉ tiêu, trong đó thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn là 6%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP trên 60%, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GDP, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 5,7% một năm. Về xã hội, thành phố đề ra 6 chỉ tiêu, trong đó có tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng phấn đấu đạt tỷ lệ 20,2 bác sĩ trên 1 vạn dân, 42 giường bệnh trên 1 vạn dân, đồng thời tiếp tục duy trì 300 phòng học trên 1 vạn dân trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi. Thành phố cũng đặt 5 chỉ tiêu về đô thị và môi trường, trong đó mục tiêu về tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 12,76%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn thành phố đạt 2,26 km trên 1 km vuông, diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,55 m vuông trên một người. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, trong năm nay, Trung Quốc sẽ có 600 triệu liều vaccine COVID-19 được phê duyệt đưa ra thị trường. Đây là thông tin mới nhất vừa được chuyên gia Trung Quốc đưa ra mới đây. Trong năm nay sẽ có 600 triệu liều vaccine bất hoạt được phê chuẩn đưa ra thị trường Trung Quốc. Đặc điểm chính của vaccine bất hoạt là có kết cấu gần với virus tự nhiên, do vậy phản ứng miễn dịch trên cơ thể người khá mạnh, độ an toàn cũng nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, loại vaccine này tương đối ổn định, có thể vận chuyển rất thuận tiện trong môi trường đông lạnh với nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Tính đến ngày 2 tháng 12, có 214 loại vaccine COVID-19 đang được nghiên cứu trên thế giới, trong đó 51 loại đã bước vào nghiên cứu lâm sàng. Trung Quốc có 14 loại. Đáng chú ý, Trung Quốc hiện có 3 loại vaccine bất hoạt đang được thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 3 và đã được đưa vào sử dụng khẩn cấp cho hàng triệu người ở nước này.
Đại dịch COVID-19 được dự báo sẽ đẩy mức nợ công của chính phủ Australia và các địa phương của nước này lên con số là 1.400 tỷ đô la Úc trong 4 năm tới. Cùng với đó, dân số của nước này có thể giảm hơn 1 triệu người. Chính phủ Australia cho biết đại dịch COVID-19 đang làm thay đổi quy mô và sự phân bổ dân số của nước này. Theo báo cáo của Trung tâm Dân số, vào năm 2031, dân số Australia dự kiến sẽ giảm 1,1 triệu người, độ tuổi trung bình của người dân sẽ là 40, tăng 1 tuổi so với thời điểm trước đại dịch. Bên cạnh nguyên nhân người dân có xuống sinh con ít hơn, việc Australia đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã khiến số lượng người di cư trẻ tuổi đến nước này giảm mạnh, dân số tăng chậm hơn trong khi tốc độ già hóa dân số nhanh hơn sẽ tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Dân số Australia dự kiến đạt 28 triệu người vào năm 2029. Tốc độ tăng trưởng dân số trong giai đoạn 2020-2021 là chậm nhất tính từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay. Trong năm nay và năm 2021, tỷ suất di cư thuần sẽ lần đầu tiên trong 75 năm xuống mức âm và đến cuối thập kỷ này, dân số của Australia mới trở lại mức tăng trưởng dương. Ukraine có kế hoạch trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chính thức vào năm 2030. Thông tin trên được Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ukraine Emin Dhaparova đưa ra trên trang Facebook cá nhân hôm 4 tháng 12. Ukraine rất lạc quan vào năm 2030. Chúng tôi coi mình là một thành viên chính thức của NATO. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của Ukraine vào cuộc thảo luận về tăng cường khía cạnh chính trị của Liên minh trong khuôn khổ diễn đàn NATO 2030. Theo bà, thì trong bối cảnh này, việc cung cấp một kế hoạch hành động về tư cách thành viên cho Ukraine sẽ tạo động lực mới mạnh mẽ cho những tiến bộ hơn nữa trên con đường cải cách và huy động nỗ lực để đạt được các tiêu chí về tư cách thành viên NATO. Bà cũng cho biết thêm, diễn đàn NATO 2030 khẳng định NATO có kế hoạch củng cố sườn phía đông của Liên minh và mở cửa cho Ukraine và Georgia. Trước đó vào đầu tháng 12, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thông báo Ukraine dự kiến tiến hành thêm các cuộc tập trận chung với NATO trên lãnh thổ nước này. Tiếp theo chương trình là những thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ và ba kênh đầu tư tiền tệ dầu và vàng. Mời quý vị cùng theo dõi. Trên thị trường tiền tệ, sự lạc quan về một thỏa thuận cứu trợ kinh tế của Mỹ và tiến triển trong việc phát triển vaccine ngừa COVID-19 đã khiến chỉ số đồng đô la Mỹ tiến gần hơn mức thấp nhất trong 2 năm. Các nhà lập pháp Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận về gói cứu trợ mới nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19 giữa bối cảnh đề xuất của một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ về các biện pháp hỗ trợ trị giá 908 tỷ đô la Mỹ đang thu hút sự chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một dự luật cứu trợ. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết sẽ cung cấp thêm các biện pháp kích thích để hỗ trợ khu vực đồng euro khi cơ quan này nhóm họp vào ngày 10 tháng 12. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bất kỳ nhận xét nào liên quan đến sức mạnh của đồng euro. Chỉ số US Dollar Index hiện đang đứng ở mức là 90,65 điểm, giảm 0,07%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu phiên cuối tuần tiếp tục đà đi lên khi thị trường ghi nhận thêm thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 712.000 vào tuần vừa qua, thấp hơn ước tính là 780.000 được các nhà kinh tế đưa ra trước đó. Thông tin này đã góp phần không nhỏ củng cố niềm tin của giới đầu tư vào khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Điều này cũng kéo theo kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, trong đó có dầu thô, nhanh hơn dự báo. Giá xăng dầu hiện đang được hỗ trợ mạnh bởi các kỳ vọng vaccine COVID-19 và việc OPEC cộng đạt được thỏa thuận tăng sản lượng từ tháng 1 năm 2021 ở mức khiêm tốn là 500.000 thùng mỗi ngày. Hiện thì giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đứng ở mức là 46,09 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,45 đô la Mỹ một thùng, trong khi đó giá dầu Brent đứng ở mức là 49,08 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,37 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường kim loại quý thì giá vàng đã giảm vào phiên cuối tuần khi các nhà đầu tư ghi nhận lợi nhuận từ mức tăng mạnh trong các phiên trước đó, trong khi chứng khoán tăng điểm. Nhưng nhà đầu tư cũng chờ đợi các biện pháp kích thích mới của Mỹ đã thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát và giữ cho kim loại này tiếp tục đạt được mức tăng hàng tuần đầu tiên sau 4 tuần. Một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà chiến lược tiền tệ của Reuters cho thấy sự suy yếu của đồng đô la Mỹ có thể kéo dài ít nhất 6 tháng nữa khi các nhà đầu tư tiếp tục chuyển sang các tài sản rủi ro và lợi nhuận cao hơn. Hiện giá vàng giao ngay đã giảm 0,3% xuống 1.834,92 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,1% và đứng ở mức là 1.840 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang phần tin tức trong nước, Chính phủ đã ban hành quyết định số 1950 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó yêu cầu tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021.
Quyết định số 1950 nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm, trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2020 còn dư chuyển sang nếu có, 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so dự toán năm 2020, 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2021 của ngân sách địa phương so dự toán năm 2020 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021, tích lũy cho giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 1991 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Quyết định nêu rõ, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 3.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 2.000 tấn gạo, tỉnh Quảng Ngãi 1.592,385 tấn gạo. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản gửi các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và tiếp tục hỗ trợ. Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt được dự toán là do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng do ngành thuế quản lý ước đạt 1.083.275 tỷ đồng, bằng 86,4% so với dự toán, bằng 95,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 31.518 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán, bằng 61,1% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt khoảng 131.089 tỷ đồng, bằng 136,7% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt khoảng 69.094 tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 46,1% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ dầu thô, trừ tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại, chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước ước đạt 805.067 tỷ đồng, bằng 79,1% dự toán và bằng 93,7% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều dự án đầu tư lớn trên cả nước. Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 35 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, bao gồm nhiều dự án lớn được dư luận quan tâm như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Kiểm toán Nhà nước cũng thực hiện 26 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó có 3 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng giai đoạn 2017-2020. Theo báo cáo chỉ số kết nối toàn cầu 2020 do DHL và trường kinh doanh Stern của Đại học New York vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước có sự phát triển tốt hơn dự đoán, dựa trên GDP bình quân đầu người, dân số và khoảng cách địa lý, trong đó Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng dòng chảy thương mại và xếp thứ 5, trong khi đa số quốc gia trong top 10 sụt giảm hoặc duy trì vị trí. Kết quả này có được trong bối cảnh Đông Nam Á hưởng lợi từ mối liên kết chặt chẽ với mạng lưới chuỗi cung ứng rộng khắp châu Á, cùng các cải tiến về chính sách của ASEAN với chủ trương hội nhập kinh tế khu vực.